chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua thì thời tiết tại miền Bắc đã ấm dần lên đôi chút, trời khô ráo, ít mây và ban ngày hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên trời vẫn rét về đêm và sáng sớm. Khu vực trung du và miền núi mức độ rét vẫn mạnh hơn, về đêm có thể xuất hiện sương muối. Còn đối với các tỉnh thuộc khu vực trung bộ thì mưa vẫn còn xuất hiện rải rác tại các tỉnh Hà Tĩnh đến Phú Yên. Lùi xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thì trời vẫn phổ biến là ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ ban trưa chỉ dưới ngưỡng 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần sắp tới, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì kiểu thời tiết là ít mưa, có nhiều mây về sáng sớm, trưa chiều hửng nắng nhẹ. Trời còn rét với nhiệt độ ban trưa chỉ phổ biến ở mức là từ 21 cho đến 23 độ. Sau đó từ thứ 2 tuần sau, tức là ngày mùng 10, thì nhiều khả năng tại Bắc Bộ lại tiếp tục đón nhận một đợt không khí lạnh tăng cường mới. Tại các tỉnh phía Đông, trời sẽ chuyển nhiều mây và có mưa rải rác, nền nhiệt lại có xu hướng giảm dần. Còn đối với các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ, trong những ngày tới, khu vực này sẽ chủ yếu chịu tác động của trường gió Đông Bắc, nên sẽ có mưa rải rác tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với lượng không nhiều và kết thúc nhanh trong khoảng ngày mùng 8. Sau đó sẽ giảm chỉ còn duy trì ở diện vài nơi. Còn đối với các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, do đã bước sang mùa khô nên khu vực này vẫn duy trì là ít mưa. Mưa dông chỉ xuất hiện cục bộ tại các tỉnh thuộc khu vực ven biển Nam Bộ với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 17 đến 30 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 24 cho đến 34 độ ở khu vực Nam Bộ. Về tình hình thời tiết trên biển thì bão số 9 có tên quốc tế là Bopha đang ở ngoài biển Đông, có diễn biến phức tạp khi liên tục đổi hướng di chuyển với tốc độ chậm. Hiện nay thì bão đang di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó khả năng đổi hướng di chuyển về phía Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 km. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 9 tháng 12, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh, nên khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong 3 ngày tới. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, 3 ngày tới, trời có nhiều mây, có sương mù vào sáng sớm, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét với nhiệt độ ban trưa cũng chỉ ở ngưỡng từ 21 cho đến 23 độ. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 9, trời nhiều mây về đêm và sáng, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Mưa chỉ diễn ra cục bộ tại các tỉnh vùng núi, tiết trời ấm áp hơn vào ban ngày, nhưng nhiệt độ trung bình ngày vẫn phổ biến là ở dưới ngưỡng 20 độ. Sang đến ngày mùng 10, trời chuyển nhiều mây và có mưa rải rác, nên nhiệt độ lại có xu hướng hạ dần. Khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, từ ngày mùng 8 cho đến ngày mùng 10, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác tập trung chủ yếu tại các tỉnh thành phía Nam trong ngày mùng 8, sau đó giảm chỉ còn ở diện vài nơi, mưa rào và dông. Trời tiếp tục rét tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, còn các tỉnh phía Nam từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nền nhiệt độ cao hơn với nền nhiệt độ ban trưa tăng lên ngưỡng từ 24 cho đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 3 ngày tới, trời nhiều mây có mưa nhỏ trong ngày mùng 8 tại các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên. Trong ngày mùng 8, sau giảm còn duy trì ở diện vài nơi trên toàn khu vực. Thời tiết khá mát mẻ với nhiệt độ ban trưa chỉ dưới ngưỡng 31 độ. Khu vực Tây Nguyên trời tiếp tục có mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa, nền nhiệt và ẩm ít biến động. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và sáng sớm có mưa dông ở diện vài nơi, tập trung chủ yếu ở các tỉnh ven biển. Khu vực Biển Đông, cơn bão số 9, bão Bopha tiếp tục gây mưa lớn và gió mạnh cho khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa. Khu vực này có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Còn với khu vực ở phía Bắc Biển Đông thì cũng ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão này kết hợp với trường gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Với khu vực Nam Biển Đông thì cơn bão Bopha cũng gây mưa và gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 ở phía Tây Bắc của vùng biển này. Đến khoảng ngày mùng 10, vùng mưa lớn và gió mạnh sẽ có xu hướng giảm dần. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết trưa nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!